Hey, mình là Sòng, quý vị chú ạ. Hôm nay chúng ta đến một chủ đề rất là hot. Đó là tiền tố và hậu tố. Đấy. Cái chủ đề này thì những bạn học N1 và N2. N1 thì thỉnh thoảng đã ra ở trong những cái bài trong phần từ vựng. Nhưng mà N2, đặc biệt là N2, năm nào cũng sẽ vào. Nó là một bài riêng ạ. Trước năm 2019 thì nó sẽ là một bài có 5 câu. Sau 2019 trở về đây thì nó là một bài có 3 câu. Đấy. Chỉ có về tiền tố hậu tố mà thôi. Và phạm vi của nó có rất là nhiều tiền tố và hậu tố. Đấy. Tuy nhiên, sẽ có những cái tiền tố và hậu tố quan trọng. Đấy. Và trong số đấy thì có những từ chúng ta có thể đoán được thông qua ý nghĩa chữ Hán. Nhưng cũng có những từ mà chúng ta đoán sẽ đoán sai, đoán nhầm, hoặc chúng ta không biết. Thì đâu là những từ quan trọng và dễ nhầm? Đâu là những từ dễ nhầm? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến 20 tiền tố hậu tố đó. E-Discuss sẵn sàng chưa? Đầu tiên này, chúng ta đi vào tiền tố trước. Đấy, tiền tố, một cái từ nào đó, một cái chữ nào đó đứng trước một cái danh từ nào đó và trở thành một cụm danh từ mới, một cái danh từ mới. Đó, đầu tiên này, đi dễ nhá, dễ trước, đó là từ ác cự. Ác, đơn giản thôi, từ này rất là đơn giản. Sự xấu, không tốt, ví dụ này. Ác cự dô kèn, một cái điều kiện xấu, một thứ gì đấy nó cản trở mình làm việc gì đó. Đấy, điều kiện xấu. Ác suy mị, là cái sở thích xấu, sở thích không tốt cho sức khỏe, không tốt cho công việc. Ác kê kiểu, một ảnh hưởng xấu nào đó, của cơn bão, của vấn đề. Đấy. Thế thì tại sao lại có một từ ác cự này? Nó rất là dễ đúng không? Nhưng tại sao mình đưa vào đây? Đó là bởi vì mình muốn nói về cái đối nghĩa của nó. Cái tiền tố đối nghĩa về ác cự này các bạn biết là gì không? Thay vào đây và làm cái từ này trở thành một từ trái nghĩa với từ ác cự joken hay là ác cự ekyo. Trái nghĩa với ác là tốt đúng không ạ? Nhiều bạn sẽ nghĩ đây là ryo và sẽ chọn nhầm trong bài thi. Chữ lương, chữ yoi, chữ liệu, nhưng không phải. Nó lại là từ hảo cơ. Nó là cô. Né. Cô in sổ, ấn tượng tốt. Cô dô kênh với ạc dô kênh đúng không? Đối nghĩa với nó là cô dô kênh một cái điều kiện tốt. Cô xê xê kỵ, những cái thành tích tốt. Né. Liệu lại không đi như này. Không đi trong những cụm từ của ba chữ này. Nó chỉ đi trong... Nó chỉ rất ít khi làm tiền tố và tiền tố chỉ trong những từ có hai âm thôi. Ví dụ như liêu sự, chất lượng tốt, hay là liêu kê là ngôi nhà tốt, hay là liêu sộ là quyển sách tốt. Chỉ thế mà thôi, rất ít. Đó, đừng nhầm nhá. Đối nghĩa của ác cự là cô. Idesne. Tiếp này. Tốt xấu rồi đúng không? Bây giờ đến quá và chưa được. Quá là gì ạ? Cạ. Nhưng có rất là nhiều từ đi với cả ca này nhiều bạn không biết. Ví dụ như cá hô gỗ. Cá hô gỗ là nuông chiều quá mức. Hô gỗ là bảo vệ. Bảo vệ quá mức, nuông chiều quá mức ai đó. Nên, con chó, con mèo hay là những đứa con của mình. Cá hàng sự. Quá nửa số, tức là đại đa số. Đại đa số đồng ý chẳng hạn. Phần đông đồng ý. Nên, hay là quá một hơn phân nửa đồng ý. Trên 50%. Ý đấy các. Cá can sổ. Can sổ là can thiệp vào. Can thiệp quá mức cần thiết. Nè, đó. Tiếp theo, đấy là quá. Thì chưa đến. Ví dụ như những từ này. Jun kê sổ là trận bán kết. Nè, tức là kê sổ là trận chung kết đúng không? Cái trận mà chuẩn bị cho trận chung kết. Cái trận mà chưa đến chung kết. Là trận bán kết. Jun kênh là hội viên dự bị, hội viên chưa chính thức. Chuẩn bị trở thành hội viên chính thức. Chưa đến đạt đến cái mức đấy. Ok. Hay là gì? Jun yusho là giải nhì hay là á quân của trận một cái cuộc thi nào đó đúng không? Yusho là chiến thắng. Suýt chiến thắng. Giải đứng thứ hai sau cái giải chiến thắng. Đó, đó là từ jun ạ. Ii desu ne. Tiếp này. Từ này. Chữ đại. Và nó có hai cách đọc. Thứ nhất đọc là ô. Đấy. Những từ nào đọc là ô ạ? Ví dụ osawagi, náo động, ầm ĩ. Omajime là rất thành thật, rất là chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học tập chẳng hạn. Osoji, tổng vệ sinh, dọn dẹp những ngày Tết chẳng hạn. Oyodokobi, cực kỳ vui mừng, vui sướng. Đó, đọc là o. Những cái từ này này, đọc là dai. Thường những cái cụm mà đằng sau nó là những cái cụm hai chữ Hán ấy. Một cái danh từ hai chữ Hán này. Thì thường nhá, thường thôi. Thường rất là đài. Ví dụ
đai cô hiểu được đánh giá tốt hay là rất là phổ biến. Đai ninh kỵ rất được ưa chuộng, yêu thích. Đai hiêu bạn được đánh giá cao, có tiếng tăm. Đai lên lại một cái tình yêu lớn dành cho ai đó. Ý đấy nhé. Hai. Tiếp theo thứ sáu, chúng ta có tiền tố hạt sự là cái đầu tiên hay cái mới nào đó. Ví dụ này, hạt sôi mối tình đầu, hạt cô cai là lần đầu tiên ra mắt, lần đầu tiên giới thiệu cho công chúng cái đĩa phát hành quyển sách mới, bộ phim mới, lần đầu tiên công bố. Ok, hạt sai kiện lần đầu tiên làm gì đó này, lần đầu tiên thi N2 chẳng hạn. Ok, tiếp theo phụ nữ hoặc là cổ, cái chữ cổ này cũng có hai cái đọc, có thể đọc âm cân hoặc cũng có thể đọc âm ôn, nó cũng tùy từng chữ, nó cũng không có một cái quy tắc nào cả. Ví dụ này, furu shinbun hay đọc là cô shinbun, không phải hay đọc mà các bạn hay nhầm thành cô shinbun, thì đọc là furu shinbun là báo cũ, furugi là quần áo cũ, những từ này đọc là cô, cô chi dự bản đồ cũ nè. Hai, và cái những cái cụm đọc là furu này này là cái mà chúng ta hay bắt gặp nhiều nhất đó. Ví dụ như furu shinbun hay là furugi này rất là hay gặp đó, cho nên chúng ta cẩn thận nhé, đọc bằng âm cân. Tiếp theo là mê. Mê là chữ danh trong yume, nổi tiếng, có tiếng, đúng không ạ? Ví dụ những từ mê ba men. Từ ba men này có một từ đồng nghĩa là shin, là cái phân cảnh nào đó, cái cảnh, phân cảnh nổi tiếng, cảnh, cái cảnh quay ấn tượng, hoặc cái bối cảnh nào đó rất là nổi tiếng. Ok, mê engi là diễn xuất tài tình, né? Engi. Hay, engi. Mê san bụt sự là sản phẩm nổi tiếng, hay nói đúng hơn là sản vật nổi tiếng, hải sản này, đồ ăn này, hoa quả nổi tiếng của một cái vùng nào đó sản xuất ra. Ok, mê san bụt sự. Tiếp theo, kyu, nhanh, vội, gấp. Ví dụ những từ như sau, kyu se chô là phát triển mạnh, phát triển nhanh, kinh tế, đúng không? Kyu ten kai, chúng nó dịch là những cái diễn biến đột ngột trong phim, trong chuyện nào đó. Đột ngột, hai người đang rất là ghét nhau, tự nhiên lại quay ra yêu nhau chẳng hạn, người ta gọi là kyu ten kai. Kyu jo sho là thịnh hành đột biến. Hay là ví dụ, chúng ta có thể gọi là trending, ví dụ trong YouTube hay là trong TikTok các thứ, những cái doga lên xu hướng, lên thịnh hành ấy, thì tiếng Nhật người ta gọi là kyu jo sho. Ý desu ne. Tiếp nào, tiền tố cuối cùng, y dị, khác biệt, bằng cả chi gạo ne. Ý bưng ya, lĩnh vực khác. Ý bưng ca, khác văn hóa. Hay là ý min dô cự, một cái dân tộc khác. Đơn giản thôi đúng không? Tiếp, đây, những cái hậu tố với nhiều ánh khoai đây. Né, thế 10 hậu tố của chúng ta là những hậu tố nào? Đầu tiên, chúng ta có dô. Né, dô này là dô có hai nghĩa. Tiền hậu tố này có hai nghĩa. Thứ nhất là cái giấy. Cái giấy, cái thiệp, cái phiếu nào đó. Đó là ba cái chữ trên này. Ví dụ, annaijo là cái bảng hướng dẫn, shokaijo là cái giấy giới thiệu, nengajo, ga nhá, nengajo là cái thiệp chúc Tết. Đó. Nhưng nó còn một nghĩa nữa là nghĩa trạng thái. Đấy, mình nhớ không nhầm là vào năm 2011, đề năm N2 nó cũng ra và cái kurimujo này. Thì một cái nghĩa nữa của anh rồ này là trạng thái nào đó. Cream rồ là cái trạng thái nó nhão ra như kem ấy. Hay là ball rồ là cái trạng thái của một đồ vật ở đây, nó tròn như một quả bóng. Eki rồ là cái trạng thái dung dịch. Ha rồ, nami đấy. Ha rồ là cái hình gợn sóng, gấp theo hình gợn sóng, hay cái gì đấy nó mang hình gợn sóng. Đó, thì là rồ. Rồ, hậu tố có hai nghĩa, nhớ nhá. Đó, tiếp này. Rồi, so, nani nani ni sotte aruku, đúng không? Đi dọc theo con sông, đúng không? Thì dọc theo cái gì đó, né? Men theo là rồi này. Kawa rồi là dọc bờ sông. Yama rồi là dọc đường núi. Hay là mizumi rồi là dọc cái bờ hồ nào đó. Né. Tiếp theo là hậu tố daka. Né. Thằng này nếu mà nó là tiền tố thì ở trong cô siêu niu thu nhập cao, cô sinh trộ
chiều cao, anh ta rất là cao đúng không? Koshincho rất, hay là kogakureki, bằng cấp cao, nhiều bằng cấp. Nhưng cái đấy thì dễ rồi. Nên lại đi hậu tố thì đọc là daka chứ không phải là cô nữa, đọc bằng âm kun. Ví dụ và ý nghĩa của nó là gì ạ? Tổng cái lượng nào đó. Tổng cái lượng nào đó. Ví dụ seisang daka là cái công suất làm ra, tổng cái lượng mình sản xuất ra. Hay là gì ạ? Uriage daka, cái này rất là hay dùng đúng không? Trong kế toán là doanh thu gộp tất cả các doanh số. Nè. Tiếp theo này. Gara. Gara này là tính chất, là phẩm giá, là địa vị. Ví dụ hitogara là tính cách bằng cả seikaku. Hitogara bằng cái seikaku. Shitoga e shigotogara là tính chất công việc. E tochigara là phong tục địa phương, đặc điểm của vùng đó. Hay là gì? Shokugyogara cũng giống với cả tính chất công việc giống shigotogara. Né? Nhưng mà tính chất này tính chất ngành nghề thì nhiều hơn. Né? Tiếp theo là gai. Né? Vì nó là hậu tố, nó biến âm thành gai, chứ từ này đọc gốc của nó là kai. Ví dụ hay nói là gì ạ? Khi mà đỗ N2 thì mình bảo ủa thật là xứng đáng, những cái xứng đáng với những công nỗ lực của mình trong quá khứ, thì người ta gọi là gì ạ? Gambatta kai ga atte yokatta. Né? Gambatta kai ga atte N2 ni ukarimashita. Đó. Thì kai này nó là cái gì đấy mà đáng, xứng đáng, đem lại kết quả tốt. Ví dụ ikigai đáng sống, từ này rất là hay gặp đúng không ạ? Ikigai đáng sống. Yarigai là cái gì đấy đáng làm, mình cảm thấy nó đáng làm. Tsukurigai là đáng chế tạo, dùng một cách cực kỳ đơn giản. Còn đi sâu ý nghĩa những từ này nó khá là phức tạp. Ok, hiểu qua là như thế. Đấy, đáng sống, đáng làm, đáng chế tạo. Tiếp theo là hậu tố kagen. Kagen là gì ạ? Thêm vào và giảm đi, tăng giảm nó ra giảm, tức là sự điều chỉnh. Hay nói, các bạn nhớ lại cái từ ikage ni shinasai, tức là gì ạ? Mày vừa vừa phải phải thôi, mày phải điều chỉnh sao đỡ đỡ đi, bớt bớt đi, đừng có quá đáng như thế, kiểu kiểu như vậy. Đó, sự điều chỉnh né. Ví dụ này, shio kagen là cái mức độ mặn, mức độ muối nó có nhiều hay không, nó đủ hay thiếu đúng không? Yu kagen xem o yu nó đủ hay nó thiếu, cái độ nóng của nước nó như thế nào né. Hikagen mức độ lửa, lửa to hay lửa có đủ to không, hay lửa có đủ nhỏ không chẳng hạn, kiểu thế. Hikagen. Đó, đó là anh kagen. Tiếp theo này. Mẹ. Mẹ là mắt. Nhưng mà ở đây nó có nghĩa là cái ranh giới nào đó, cái vết nào đó, cái sự phân chia nào đó. Ví dụ này. Wakare mẹ là cái ranh giới, ví dụ như ranh giới giữa thắng bại chẳng hạn. Né? Kachi to make no wakare mẹ, ranh giới giữa thắng bại là gì? Ví dụ là cái việc có ăn được cái điểm hay không, là cái việc có để thua cái bàn hay không chẳng hạn. Đó. Hoặc là ranh giới giữa việc trúng cử với cả trượt chẳng hạn, cũng dùng là wakareme này. Kawarime là ranh giới giữa sự chuyển giao nào đó. Ví dụ giao mùa chẳng hạn. Kisetsu no kawarime, tức là ranh giới giữa giao mùa. Qua cái này thôi là đến mùa xuân chẳng hạn. Qua những cái ngày này thôi là đến mùa xuân chẳng hạn, thì những cái ngày đấy là kawarime. Né, wareme là những vết nứt, cái này thì hơi nghĩa đen một chút, vết nứt, cái khe nứt nào đó. Đấy, nó cũng là cái mắt, là cái khe, cái ranh giới đó. Né. Tiếp. Tai. Tai là một cái khung, cái gì đấy để đeo, cái đai nào đó. Trong nghĩa cái đen. Thế và trong nghĩa bóng người ta hay dùng với cả hậu tố, ví dụ jikan tai là khung giờ, múi giờ này. Kazang tai là vành đai, núi lửa. Rồi là kiko tai là những cái đới khí hậu nào đó. Iですか? Tiếp. Tiếp theo là gu. Gu là dụng cụ. Ví dụ tsurigu là dụng cụ đi câu này, undogu là dụng cụ thể thao, dụng cụ đi vận động này. Senmengu là cái dụng cụ ở senmenjo, dụng cụ ở bồn rửa mặt. Né. Dầu rửa mặt với những đồ skin care, rồi là nước rửa tay đúng không? Hay cuối cùng, hậu tố cuối cùng của chúng ta đó là đọc là kokochi cũng được, hoặc là gokochi cũng được, tùy từng từ. Nó là cái cảm giác thoải mái khi mình làm gì đó. Né. Ví dụ như igokochi là cái việc thoải mái khi ở đây, khi ở đâu đó, đúng không? Negokochi là gì ạ? Cảm giác dễ chịu khi mà ngủ. Cái gối này negokochi có tốt hay không? Cái đệm này negokochi có tốt hay không? Suwarigokochi là cảm giác thoải mái khi ngồi ở đâu đó. Ghế này có êm hay không, đúng không? Norigokochi là cái cảm giác thoải mái khi ngồi ở đâu đó. Hoặc là cảm giác thoải mái khi mà lên xe. Ừ, いいですか? Đó,
Nani nani ga y hay là ga warui là cái cụm rất là hay đi với những cái anh hậu tố này. Đó, đó là 20 tiền tố hậu tố mà rất là dễ nhầm trong cái bài tiền tố hậu tố ở N1 và đặc biệt là N2 né. Và dự nếu mà có thời gian thì mình sẽ có một bài một video riêng nữa về việc là thêm cho các bạn nhiều tiền tố và hậu tố nữa và chữa những cái đề, những cái bài tiền tố hậu tố trong những cái đề quá khứ của N2 né. Xem những câu này tại sao đúng, tại sao sai, những cái đáp án sai nó đi với những cái từ như thế nào. Hãy ではお楽しみにしてください. Bye bye.